Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương, là giảng viên của lớp Thành thạo tiếng Anh căn bản do công ty giáo dục EZK tổ chức. Và đối với những bạn nào muốn học tiếng Anh nhưng các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc đối với những bạn mà muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh cơ bản của mình, thì các bạn có thể bắt đầu học Thành thạo tiếng Anh căn bản do EZK chuẩn bị cho các bạn. Và đến với khóa học này thì chúng ta có thể dễ dàng học tiếng Anh cũng như là khiến tiếng Anh trở nên thú vị hơn thông qua những ngữ pháp cơ bản, từ vựng cơ bản và hội thoại. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở khóa học nhé. Xin chào.